Chúa Giêsu muốn nói đến ý định, nói đến ý hướng, ý định
hướng về Chúa. Thì mọi hành động của chúng ta đương nhiên ta sẽ tốt đẹp, sẽ được đỡ, sẽ phá lại. Còn ngược lại, khi chủ ý của chúng ta, khi ý định của chúng ta, khi ý hướng của chúng ta không có đúng, thì nó như thế nào là đèn nó sáng thì tối thì có người mắt tối thì tối biết là gì nào. Thì ý hướng của chúng ta có thể là thiếu ngay thiếu cái thành vì khôn ngoan vì ác đời, nhưng thông thường nó là vì thiếu khôn ngoan. Chúng ta sống thiếu khôn ngoan vì sao? Vì chúng ta sống như thể của chúng ta được sinh ra để tích lũy tài sản, và chúng ta không nghĩ gì khác được kiếm tiền mua bán này mất có đi nên đôi mắt cần quay lại, nên còn đôi mắt chúng ta tối